Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Đã đến với kênh Anh Bưởi Giòn. Hôm nay mình lại giới thiệu cho các bạn một bài thuốc rất là tuyệt vời. Đó là bài thuốc gì và trị những cái gì thì sau đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn nha. Thì do mùa hè nắng nóng các bạn ạ. Đó. Thì rất là nhiều người hay bị đái rắc các bạn ạ. Đó. Cũng có thể là do thay đổi thời tiết, rồi do mùa hè nắng nóng, do chúng ta uống nước rồi ăn uống không đúng cách, đúng khoa học nên hay nhiều người rất hay bị đái rắc các bạn ạ. Đái rắc, đái buốt, đó, viêm đường tiết liệu và đái da máu các bạn ạ. Đó, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn bài thuốc trị một cách hiệu quả căn bệnh này nha các bạn. Đó, mình dùng căn bệnh thì nó có thể là hơi nặng, nhưng mà đây nó là một cái cũng là một cái bệnh các bạn ạ. Đó. Thì đó là bệnh viêm đường tiết liệu này, đái da máu này. Đó. Rồi bệnh đái rắc, đó là một cái về vấn đề là liên quan đến đường tiết liệu nha các bạn. Đó. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn đó một cái bài thuốc rất là hiệu quả cho cái bệnh này. Mà những cái bài thuốc này thì mình nghĩ là những cái cây thảo dược này nó rất gần gũi chúng ta. Có thể ở những người là làm nông dân các bạn ạ. Đó, thì rất hay trồng những cây thuốc này, và có thể là những người ở thành phố cũng có thể là rất là hay trồng. Đó, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn để các bạn biết là ở nhà mình có những cây này, thì mình nếu như mình bị như vậy thì mình có thể là hái được và mình sử dụng được ngay, thì chúng ta không phải can thiệp đến cái vấn đề như là thuốc tây nữa. Đó, rất là tuyệt vời các bạn ạ. Đấy, rất là hay. Thì bệnh đái rắc, đái buốt, đấy, viêm đường tiết liệu và đái da máu có nghĩa là mình cảm thấy nó buốt các bạn ạ. Đó, buốt vào đái nó đỏ lừ, đó là đái da máu các bạn nhé. Thì cái đấy trị một cách hiệu quả thôi, đơn giản, không sợ các bạn ạ. Đấy, thì chúng ta chỉ cần vò uống 1-2 bát là chúng ta có thể là giải quyết xong cái vấn đề về vấn đề bị đái da máu như vậy. Đó, rất là hay đúng không? Bài thuốc mình chia sẻ cho các bạn rất là tuyệt vời đấy. Và ở quê hương mình, đó là một cái mà rất là nhiều người ta đây là bị như vậy, thì người ta chẳng phải sợ gì, chỉ vò vài bát nước là khỏi thôi các bạn ạ. Đấy. Thì đó là những cây thuốc gì mà nó có cái hiệu quả mà cực hay như vậy. Đấy. Thì căn bệnh này nó không trừ bất cứ một ai các bạn ạ, từ già cho đến trẻ, người nào cũng thể bị mắc. Đó. Ok, sau đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái bài thuốc này. Đó, thì đây các bạn ạ, mình xin nói các bạn là cái bài thuốc này sẽ có 5 vị thuốc nha các bạn. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn hẳn một bài thuốc luôn, thì nó sẽ có 5 vị thuốc, và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn vị đầu tiên nha các bạn. Đó, thì vị đầu tiên các bạn ạ, đó chỉ trên tay mình đây. Đây chính là dây đỗ ván tía các bạn. Đó. Dây đỗ ván tía nha các bạn. Đấy. Đây các bạn, nhìn rõ chưa các bạn? Đây là mình vặt cho các bạn một cái cành mà mình đã trồng để làm thuốc. Đó. Đây lá ở đây các bạn ạ. Thì mùa này lá nó rất tốt các bạn ạ. Đó, mùa này lá rất tốt. Và đến mùa đông thì nó ra hoa, kết quả và nó giảm bớt lá đi. Có những thời điểm mà có những người ta cần cái cây này nhưng mà không có. Đó, thì người ta còn phải dùng cả lấy, người ta có thể là không có, người ta phải tận dụng đến cả dây các bạn ạ. Đó, thì cái mùa đấy nó ít lá lắm. Đó, thì đây là dây đỗ ván tía nha các bạn. Đấy, thì dây đỗ ván tía này nó có rất là nhiều công dụng các bạn ạ. Đấy, rất là nhiều công dụng luôn. Thì nó là một cái cây, nó là một cái dây các bạn, đó, dây chứ không phải là cây, nó là một cái dây có rất là nhiều công dụng. Sau đây mình sẽ quay cái video nét hơn để các bạn đây nha các bạn, mình quay cho các bạn rõ này, đó đây là cái dây đỗ ván tía nha các bạn, đó. Thì nhà mình trồng một cái cây này rất là to, và cây này có thể rất là bền các bạn ạ. Đó, rất là bền, nếu chúng ta chăm sóc tốt thì nó cái năm nào nó cứ lưu cữu ở đấy thôi, thì nó thành một cái dây to và cứ lưu ở đấy, năm nào nó cũng còn sống,
có thể được vài ba năm đó. Nếu mà không thì một năm nó chết thì chúng ta phải lấy quả của nó, chúng ta rồng các bạn ạ, chúng ta gieo trồng lại đó. Thì cái cây này nó có rất là nhiều tác dụng nha các bạn, rất là nhiều công dụng này đó. Nó làm một cái nó dây này rất là nhiều công dụng, đó là giải độc các bạn ạ. Đặc biệt cái dây này nó là cái tác dụng nó giải độc đó, mát gan đó, thanh nhiệt cơ thể các bạn ạ, đó, chống viêm đấy, chống viêm, đó là cái tác dụng, đó là chống viêm các bạn ạ. Đấy. Chống được viêm, đó, chữa được viêm, đó, viêm đường tiết niệu đấy các bạn ạ. Đó. Đào thải rất là tốt các bạn ạ. Đấy. Nó có nhiều cái tác dụng đó. Thì công dụng của nó mình đã cái thành phần dùng của nó thì mình sẽ hai lá nha các bạn. Đó. Hai lá. Hai cái lá này để mình vò nước uống. Đấy. Rất là hay. Đặc biệt cái này là cái chống viêm rất là tốt nha các bạn. Đó. Đặc biệt là trị được cái đường cái vấn đề mà viêm đó các bạn. Đó, viêm đường tiết niệu đó. Rất là tốt. Ok, sau đây mình sẽ quay trực tiếp cái dây to của nhà mình cho các bạn xem nhá. Ok, xin mời các bạn đi nhá. Các bạn ơi. Vào đây mình ngồi đây, đây chính là một cái cây sim này các bạn. Đó. Cái sim này đang mùa chín này các bạn. Đó. Mình miền núi mà cái gì cũng có này. Quả chín đấy các bạn ơi, mấy nhỏ nhà mình nó vừa lên nó hái xong đó, bắt đầu chín các bạn ạ. À, vẫn là sai này, quả này sai lắm các bạn ơi. Đấy, cho các bạn thưởng thức một tí đỡ căng thẳng đó. Vì nếu vấn đề về thuốc thang về bệnh tật thì rất là nhiều người mà rất hay căng thẳng, thì mình cho đỡ mình làm một những người mình là bệnh nhân rồi, mình rất là hiểu cái vấn đề này. Thì trước tiên để muốn chữa bệnh thì chúng ta phải cái vấn đề tâm lý chúng ta phải vững vàng. Đấy các bạn ơi. Đó. Trái rất là ngon này, ngọt này. Đó. Rất là tuyệt vời luôn nhá. Đồi hoa sim tím trước đây thì cái đồi mình là rất là nhiều các bạn ạ. Đó, nhưng mà do khai thác keo, do trồng keo đó. Do trồng keo thì đốt nó chết hết đi. Và bây giờ thì lại phải trồng lại các bạn. Thì ở đồi mình chừa lại một số cây đi các bạn. Đồi lại mình chừa lại một số cây đây các bạn. Đó, rất là sai luôn này. Đó. Rất là sai. Ok, sau đây giờ mình sẽ về mình quay cái cây thuốc cho các bạn xem nha. Ok các bạn ạ. Đó, và đây là cái đây là một cái cây to nhà mình này. Đó. Mình trồng cái lươn đây rất là nhiều này các bạn ơi. Đây nha, đây lá nha. Đây nó lẫn, đây là cái lá. Đây lẫn cả cái lá chanh dây này các bạn. Chứ đây không phải nhá. Dây nó đây này, đây này. Mà nhà mình này. Hái lá để vào uống này các bạn ơi. Đó, những cái lá mình bị hái đi vào uống rồi đấy. Đây này các bạn. Đó, rất là nhiều này. Ngọn nó lươn rất là nhiều nhá. Các bạn ơi, đây là cái dây này. Thì đặc biệt là cái mùa quả các bạn ơi. Đó. Mùa quả nó ăn rất là ngon các bạn ạ. Đó. Quả nó có thể làm lấy về người ta xào. Lấy về xào. Xào ăn rất là ngon, hoặc là nấu canh. Đấy, hoặc là cho vào nồi lẩu các bạn ạ. Đó. Ăn lẩu rất là ngon, ăn nấu canh cũng được các bạn. Mình chỉ cho về mình xào. Đó. Ngon luôn. Và đây là cái dây nó đây các bạn ơi. Cái dây này trồng được năm nay là năm thứ hai đi các bạn. Nên được năm thứ hai nha các bạn. Đó. Thì có những thời điểm mà không có lá đấy, rất là nhiều người cần đến thì người ta có thể là tận dụng, người ta lấy cả dây các bạn. Đấy. Thì cái bài thuốc chị viêm đường tiết liệu, rồi đái rắc, đái buốt, rồi thì đái da máu đó các bạn. Thì gồm 5 vị thuốc nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn vị thuốc đầu tiên. Đó. Thì đây là dây đỗ ván tía nha các bạn. Đó. Dây đỗ ván tía nha. Ok. Hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn một cái vị thuốc rất là tuyệt vời. Có thể là thông thường cho các bạn những cái người làm mà có những dây như thế này thì mình có thể là áp dụng. Nếu như mình có gặp những trường hợp như vậy thì mình có thể dùng lá nó để vò nước uống nha các bạn. Đó. Thì cái trong cái
bài thuốc hôm nay mình chia sẻ gồm có 5 vị thuốc. Thì hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn vị thuốc đầu tiên rồi. Thì còn vị thuốc thứ hai, thứ ba thì các bạn hãy đón xem ở video tiếp theo nha. Đó, để biết theo cái, để biết xem cái vị thuốc thứ hai nó là cây gì, nó như thế nào và nó mọc ở đâu. Thì mời các bạn, nếu bạn nào quan tâm thì hãy đón xem video tiếp theo nha. Sau đây mình xin kết thúc video tại đây thôi. Đó, rất là cảm ơn các bạn đã quan tâm và đồng hành cùng mình nha. Đó, một lần nữa rất là cảm ơn. Đó, giờ mình xin kết thúc video tại đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.